Hôm nay mình mời các bạn cùng tham gia cái ngày hội tái chế của trường trung học cơ sở thị trấn nha. Ngày hôm nay có rất là nhiều hoạt động nè. Ngày hội tái chế bảo vệ môi trường, thu đổi sách giáo khoa cũ, hỗ trợ học sinh khó khăn. Có những cái gian hàng nè, gian hàng 1 là gian hàng của chi bộ. Gian hàng 3 là gian hàng của chi đoàn trung học cơ sở thị trấn. Gian hàng 2 là gian hàng của công đoàn. Và gian hàng 4 là gian hàng của liên đội. Đây là gian hàng của chi bộ trường. Có rất là nhiều mấy cái chậu nhỏ đẹp lắm nè. Cái này mình có cho học sinh nó đổi ở đây luôn không vậy? Có luôn hả? Dạ. Đẹp quá. Những cái sỏi này là vẽ lên viên sỏi. Học sinh vẽ hả chị? À, đẹp ha. Nửa ba đứa vô rồi chị. Dạ. Gian hàng. Ủa, chi bộ hai cái luôn hả? Hai gian hàng. Ồ, chi bộ hai gian hàng luôn. Ờ, cái có cái con bọ dễ thương quá. Bé Lam Anh đóng góp đấy hả? Đây nè. Hai tay đôi kì đó. Tâm nhắn cho chị số tài khoản để chuyển tiền chứ hồi tôi chị để tôi nha, tôi báo hết tiền không chuyển. Em Tâm. Ồ, con thích mấy cái này không? Thích quá ha. Những cái tranh. À, những cái tranh này là từng cái miếng nhỏ 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 ghép lại nè. Đây là hãy bảo vệ môi trường, hãy hành động từ bây giờ. Đó là từ những cái miếng giấy nhỏ ghép lại. Đẹp quá luôn nè. Đây nè. Từ những cái mảnh giấy nhỏ 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 ghép lại. Đây là từ ghép là từ những cái tờ giấy báo. Công nghệ rồi. Robot mới hả?
robot mới. Cá này ví dụ như học sinh nó đổi thì mình bắt ra từng con hả? Hay nhưng mới là coi cá. Coi cá. Coi cá. Coi cá mà đá. Đâu? Nè. Có cho con cá. Con xin cô đi. Con xin cô cho con cá đi. Hả? Con dám xin không? Con xin cô cho một con cá được sao? Không, không. Là con xin cô á. Con xin cô cái gì? Con nói xin cô đi. Cho con cá được không? Ba này lấy con cá được không? Ba. Ba đổi luôn con. Đổi luôn. Con màu đỏ nè, con màu đỏ nè. Đây con màu đỏ nè. Lấy con này không? Con đỏ là con này hả? Màu đỏ hơn bữa đi mua lọc rau. Đúng rồi. Mê màu đỏ. Đây là cái này mua mua cho bắn hết vậy. Ngọc trai đỏ, sợ trai đỏ mua cho mẹ đó. Xong anh mặc nguyên cái giấy một trai đỏ cũng sợ. Chạy chạy nhớ ra nó luôn chị. Quái đầu quá đó. Cảm ơn cô. Lên rồi cầm lên ông đi. Mừng hết nghe. Này là gian hàng của Liên Đội. Quá trời bộ Lego truyện tranh xếp hình giấy xếp hình này là gian hàng của công đoàn dạ quá trời rồi nè mấy hòn đá dễ để tương lai tới sáng, hãy hành động hôm nay. Hình như cứ bỏ vài viên chừng nào nó hết rồi bỏ nữa. À. Rồi, từ sáng. Đây trời ơi nè. Đây chị. Cá này ha, mỗi ngày ăn 2 lần, mỗi lần cho 2 viên cám nhỏ. Rồi 3 ngày thay nước một lần. Mình thay nước là mình vớt nó ra. Đúng hả? Rồi, khi thay nước thì nhớ là cho cá ra chỗ thoáng mát. Đổ nước đó đi, giữ một ít nước ở trong chậu lại. Sau đó cho nước mới vào. Chứ không phải là đổ hết nước ra rồi cho nước mới vô hoàn toàn là nó không bị nguội đúng rồi đường. Nên bây giờ khi thay nước thì phải giữ là một ít nước cũ và cho thêm nước mới vào. Từ sáng giờ có nhiều hoặc trò đổi cá chưa chị? Từ sáng giờ có nhiều hoặc trò đổi cá chưa? Có nè, còn à, còn có 2 lon. Có nghĩa từ sáng giờ chắc nên 50 lon hả? 30 lon. 30 ly. À. Yeah.
Này cá gì? Cá bảy màu hả? Cá này giống cá hắc thủy. Hắc tỷ? Hắc thủy. Hắc thủy. Cá này là cá beta. Cá này là cá thủy sinh. Trời ơi. Cá bảy màu. Không phải bảy màu. Đúng không? Không, đâu có con nào đấy. Nó giống như kiểu con cá.